Chân thành cảm ơn quý vị vẫn không rời màn hình của VIETV. Để tiếp tục cho phần tin 24 giờ là một bản tin đến đi từ Hoa Kỳ cho hay, Phó Tổng thống Hoa Kỳ gặp gỡ các gia đình quân nhân tại tiểu bang Colorado. Phó Tổng thống Hoa Kỳ là ông Mike Pence vào ngày thứ Sáu 23 tháng 6 đã được tháp tùng tới tiểu bang Colorado để gặp gỡ một số gia đình quân nhân bản xứ, những người có người thân đã và đang hy sinh để bảo vệ Tổ quốc trên chiến trường. Ngay sau khi có mặt tại thành phố Colorado Springs, vợ chồng ông Mike Pence đã ký tên và chụp hình cùng với những gia đình binh sĩ ngay trên phi đạo của phi trường. Sau đó thì Phó Tổng thống đã tới dự buổi lễ Focus on the Family thường niên lần thứ 40. Tại đây thì ông Mike Pence đã cam kết cùng chính phủ của Tổng thống Donald Trump chống lại các chiến binh khủng bố, những người có chủ trương là chống lại Thiên Chúa giáo. Chuyến công du tới tiểu bang Colorado của ông Mike Pence được diễn ra ngay vào thời điểm Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump vừa ký ban hành đạo luật để bảo vệ những cựu chiến binh. Luật này sẽ giúp cho các thương phế binh có điều kiện chữa trị tốt hơn, kính thưa quý vị. Bản tin Hoa Kỳ tiếp theo cho hay, quan tòa yêu cầu phóng thích một nghi phạm khủng bố người Uzbekistan. Thưa quý vị, một vị thẩm phán có liên bang tại tiểu bang Colorado vào ngày thứ Sáu 23 tháng 6 đã ra lệnh yêu cầu giới chức trách ngay lập tức phóng thích một người đàn ông ngoại quốc, vốn đã bị giam giữ suốt hơn 5 năm qua vì tội danh hỗ trợ cho một tổ chức khủng bố ở quê nhà Uzbekistan. Thẩm phán John Kane đã chấp nhận đơn kiến nghị của Justice Muturov, người lẽ ra phải được tại ngoại hầu tra trong suốt thời gian điều tra xét xử vừa qua. Nghi phạm Muturov, 40 tuổi, đã bị cáo buộc tội danh gửi điện thoại smartphones và các thiết bị điện tử khác cho tổ chức Islamic Jihad Union, một nhóm khủng bố cực đoan ở Pakistan. Nếu như bị truy tố, người đàn ông Yubos này sẽ phải đối mặt với bản án tối đa là 15 năm tù giam. Muturov từng sống ở thành phố Denver, người này đã sang Hoa Kỳ định cư với tư cách là một người tị nạn. Đương sự đã bị bắt giữ vào năm 2012 tại phi trường quốc tế Chicago O'Hare. Ba binh sĩ Hoa Kỳ từng thiệt mạng tại Afghanistan đã được tổ chức tang lễ. Tang lễ dành cho ba binh sĩ Hoa Kỳ vốn từng bị thiệt mạng tại Afghanistan đã được lên kế hoạch diễn ra vào tuần tới. Cả ba vị quân nhân này đều từng đồn trú tại căn cứ quân sự của Fort Campbell. Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ cho biết sĩ quan Eric Hurt, 25 tuổi, cư dân tiểu bang Maryland, sĩ quan William Bay, 29 tuổi, cư dân tiểu bang California và sĩ quan Dylan Balbridge, 22 tuổi, đến từ North Carolina, đã bị thiệt mạng ở tỉnh Nangarhar của Afghanistan vào ngày 10 tháng 6. Thủ phạm chính là một binh sĩ người Afghanistan vốn từng tuyên bố là trung thành với nhóm phiến quân nổi dậy Taliban. Căn cứ quân sự Fort Campbell, nơi mà họ đồn trú, tọa lạc ngay trên đường biên giới giáp ranh giữa hai tiểu bang đó là Kentucky và Tennessee. Mọi thông tin về tang lễ đến nay vẫn chưa được công bố. Lệnh di tản được ban hành tại phi trường Bishop ở tiểu bang Michigan. Thưa quý vị, truyền thông quốc gia loan báo, lệnh di tản khẩn cấp đã được ban hành tại phi trường quốc tế Bishop International vào sáng thứ Tư 21 tháng 6 sau một sự việc khiến cho một nhân viên công lực bị trọng thương. Trong một tuyên bố đưa ra trên mạng xã hội Facebook, giới chức trách phi trường Bishop cho biết toàn bộ các hành khách đều được bình an vô sự. Tuy nhiên, họ lại từ chối tiết lộ thông tin chi tiết về vụ việc nêu trên. Viên cảnh sát bị thương trước đó đã bị kẻ lạ mặt dùng dao tấn công, nhưng may mắn không gặp nguy hiểm tới tính mạng. Động cơ của vụ việc lẫn danh tính của thủ phạm đến nay vẫn chưa được tiết lộ. Giới chức trách vẫn chưa tìm ra bằng chứng nào cho thấy sự việc có dính líu tới chủ nghĩa khủng bố cực đoan. Bản tin tiếp theo có liên quan đến thời tiết cho hay, lũ lụt hoành hành tại các tiểu bang duyên hải của Hoa Kỳ. Cơn bão nhiệt đới mang tên là Cindy đã vừa gây ra tình trạng lũ lụt tấn công vào các tiểu bang tọa lạc trong vùng duyên hải phía đông nam của Hoa Kỳ vào ngày thứ Năm ngày 22 tháng 6. Trận thiên tai đã mang theo một cơn lốc xoáy khiến cho ít nhất là 4 người bị tử vong tại tiểu bang Alabama. Cơn bão ngoài ra còn khiến cho sản lượng dầu thô trong vùng vịnh Mexico giảm đi 16%. Bão Cindy đã được nhà khí tượng quốc gia xếp vào hàng bão nhiệt đới khi đổ bộ vào vùng biên giới giáp ranh giữa hai tiểu bang là Louisiana và Texas. Tuy nhiên, sức gió đã giảm đi nhiều khi bão di chuyển về phía bắc. Các khu vực phía bắc của tiểu bang Louisiana, phía đông của Texas và phía tây bắc của Florida đã bị ngập lụt, buộc giới chức trách phải ra lệnh phong tỏa nhiều ngã đường. Trung tâm cảnh báo bão của Hoa Kỳ cho biết bão Cindy sẽ tấn công vào hai tiểu bang đó là Arkansas và Tennessee trong vài ngày tới đây. Trong khi đó, thì đám cháy rừng Brown Head đã thiêu rụi hơn 2.700 mẫu đất tại tiểu bang Utah. Thưa quý vị, một đám cháy rừng kinh hoàng vốn bắt đầu bùng cháy từ ngày thứ Bảy ngày 17 tháng 6 tuần trước tại thị trấn Brown Head thuộc tiểu bang Utah đã thiêu rụi hơn 2.700 mẫu đất tính đến ngày thứ Sáu 23 tháng 6. Lực lượng cứu hỏa địa phương cho biết
những cơn gió mạnh đã tiếp sức giúp cho ngọn lửa nhanh chóng lan ra xung quanh. Đám cháy đã chạm tới khu vực hồ Henderson và đang di chuyển xuống dãy núi Second Left Canyon. Tính đến tận thời điểm hiện nay, giới chức trách chỉ mới kiểm soát được 15% đám cháy rừng. Ngọn lửa được ước tính sẽ bị dập tắt trễ nhất là vào ngày 8 tháng 7 tới đây. Hiện vẫn chưa có báo cáo chi tiết về số người bị thương hoặc gặp nguy hiểm tới tính mạng. Có đến 13 căn nhà đã bị thiêu rụi trong đám cháy rừng. Lệnh di tản khẩn cấp đồng thời đã được ban hành tại thị trấn Bryan Head của tiểu bang Utah. Hummus của công ty thực phẩm House of Tyler bị thu hồi vì tình nghi bị nhiễm vi khuẩn Listeria. Công ty chế biến thực phẩm House of Tyler vào ngày thứ Sáu 23 tháng 6 đã tuyên bố thu hồi lại đậu hummus vốn đang được bày bán tại các ngôi chợ trên toàn cõi Hoa Kỳ do tình nghi là bị nhiễm khuẩn Listeria. Giới chức trách cho biết mầm bệnh Listeria được phát giác bên trong những sản phẩm được giao trên toàn cõi Hoa Kỳ từ ngày 18 tháng 4 cho đến ngày 13 tháng 6. Những sản phẩm của Hummus và House of Taylor giao cho Canada vào ngày 20 tháng 4 cũng đã được xác nhận là nhiễm vi khuẩn Listeria. Các triệu chứng khi bị nhiễm vi khuẩn này bao gồm là đau cơ, nhức đầu, sốt cao và co giật. Thông thường thì các triệu chứng bắt đầu xuất hiện vào khoảng 3 đến 70 ngày sau khi ăn các thực phẩm đã bị nhiễm độc. Trung bình có khoảng 1.600 ca nhiễm Listeria được ghi nhận xảy ra tại Hoa Kỳ mỗi năm. Listeria là loại vi khuẩn có thể gây tử vong cho trẻ em, người già yếu cao tuổi và những người có hệ miễn dịch kém. Bản tin Hoa Kỳ tiếp theo cho hay, một thành viên băng đảng khét tiếng của New York được mãn hạn tù ở tuổi 100. Thưa quý vị, một trong những thành viên có máu mặt của gia đình băng đảng Colombo khét tiếng ở thành phố New York là John Sonny Francis đã vừa được phóng thích khỏi một nhà tù tại tiểu bang Massachusetts vào ngày thứ Sáu 23 tháng 6 ở tuổi 100. Trong suốt thời gian qua, John Sonny Francis đã được mệnh danh là phạm nhân cao tuổi nhất trong hệ thống nhà tù liên bang của Hoa Kỳ. Trong lúc còn trẻ tuổi, Francis thường xuyên ra vào trong khám. Ông từng được Ủy ban nhà tù Hoa Kỳ cho hưởng án treo ít nhất là 6 lần nhưng vẫn ngựa quen đường cũ. Vào năm 2010, Francis đã bị tống giam ở tuổi 93 vì tội danh gian lận tiền bạc và lừa đảo. Vào năm 1967, tên này đã từng phải đối mặt với bản án 50 năm tù vì tội trộm cướp như đã được tha bổng sớm hơn hạn kỳ. Từ nay cho đến cuối đời, Francis sẽ tới sống tại nhà cô con gái ruột ở quận Brooklyn của tiểu bang New York. Bản tin tiếp theo có liên quan đến giải trí cho biết, Universal Studios làm chương trình đặc biệt kỷ niệm 20 năm ra mắt Harry Potter. Trước ngày kỷ niệm 20 năm ra mắt bộ truyện Harry Potter, khu giải trí Universal Studios tại Los Angeles đã chuẩn bị một chương trình đặc biệt để chào mừng ngày này, kính thưa quý vị. Khu nhà đã dựng theo hai kiểu ngôi trường của Hogwarts trong truyện đã được gắn đèn và các máy phóng đại chuẩn bị cho một chương trình chiếu đèn đặc biệt tên là The Nighttime Light of Hogwarts Castle. Chương trình sẽ đặc biệt kéo dài từ ngày 23 tháng 6 cho tới hết tháng mùa hè. Ngày 26 tháng 6 chấp tới đây là kỷ niệm tròn 20 năm ngày cuốn Harry Potter and the Philosopher's Stone và là cuốn đầu tiên bộ truyện kể về Harry Potter của nhà văn J.K. Rowling ra mắt. Tổng cộng đã có 450 triệu cuốn sách của 7 truyện trong bộ Harry Potter được bán ra trên toàn thế giới theo những bản dịch là 79 thứ tiếng khác nhau. Sau đây mời quý vị cùng theo dõi bản tin thời tiết của hệ thống truyền hình VIETV cho ngày Chủ nhật 25 tháng 6 năm 2017. Dự báo thời tiết mở đầu với thành phố Boston, trời có nhiều mây kèm thêm mưa rào kéo dài trong ngày. Nhiệt độ cao nhất của ban ngày là 71 độ, thấp nhất vào ban đêm là 56. Gió hướng Tây Nam từ 15 cho đến 25 dặm một giờ, dự báo xác suất mưa vào khoảng 60%. Thành phố New York trời nắng và không có mây, nhiệt độ dao động từ 64 cho đến 85 độ, gió thổi hướng Tây Bắc từ 10 cho đến 15 dặm một giờ, dự báo xác suất mưa chỉ vào khoảng 10%. Philadelphia trời âm mưu kèm thêm mưa dông và giấm xét kéo dài, nhiệt độ dao động từ 69 cho đến 53, gió thổi hướng Tây Nam từ 10 cho đến 20 dặm một giờ, dự báo xác suất mưa vào khoảng 40%. Tại thủ đô Washington DC trời nắng và không có mây, nhiệt độ cao nhất vào ban ngày là 84 độ, thấp nhất vào ban đêm là 63, gió thổi hướng Tây Bắc từ 10 cho đến 20 dặm một giờ, dự báo ngày và đêm khô ráo và không có mưa. Tại thành phố Miami, trời có nhiều mây, chiều tối có mưa dông kèm theo sấm sét. Nhiệt độ cao nhất ban ngày là 88 độ, thấp nhất ban đêm là 79. Gió hướng đông nam từ 10 cho đến 15 dặm một giờ, dự báo 80% xác suất mưa dông và sấm sét vào buổi chiều tối. Orlando, trời âm mưu, nhiều mây kèm theo mưa dông và sấm sét kéo dài trong ngày. Nhiệt độ dao động từ 74 cho đến 88 độ, gió hướng nam từ 5 cho đến 10 dặm một giờ, dự báo xác suất mưa vào khoảng 80%. Khu vực Tampa, trời có nhiều mây.
và không có nắng, nhiệt độ dao động từ 76 cho đến 90 độ, gió thổi hướng Tây Nam từ 5 cho đến 10 dặm một giờ, dự báo xuất mưa vào khoảng 20%. Tại thành phố Houston, trời tiếp tục âm u, mưa kèm theo dông và sấm sét. Nhiệt độ cao nhất ban ngày là 91 độ, thấp nhất ban đêm là 74. Gió hướng Đông Bắc từ 5 cho đến 10 dặm một giờ, dự báo có đến 80% xác suất mưa dông kéo dài trong ngày. Thành phố Dallas, trời tiếp tục âm u và có mưa. Mưa sẽ kèm theo dông và sấm sét vào buổi sáng sớm. Nhiệt độ dao động từ 71 cho đến 87 độ. Gió hướng Đông từ 10 cho đến 15 dặm một giờ, dự báo xác suất mưa rào vào khoảng 60%. Sacramento trời nắng và không có mây, nhiệt độ dao động từ 57 cho đến 92 độ, gió thổi hướng nam từ 10 cho đến 15 dặm một giờ, dự báo xuất xuất mưa chỉ vào khoảng 10%. San Jose trời nắng và không có mây, nhiệt độ cao nhất ban ngày là 80 độ, thấp nhất ban đêm là 58, gió thổi hướng tây bắc từ 10 cho đến 20 dặm một giờ, dự báo xuất xuất mưa chỉ vào khoảng 10%. Tại Los Angeles, trời trong xanh đầy nắng, với nhiệt độ cao nhất ban ngày là 85 độ, thấp nhất ban đêm là 64, gió thổi nhẹ hướng Tây Nam dưới 5 dặm một giờ, dự báo ngày và đêm khô ráo và không có mưa. Tiếp theo là khu vực San Diego, trời có mây rải rác vài nơi và có ít nắng nhẹ trong ngày, nhiệt độ cao nhất ban ngày là 81 độ, thấp nhất ban đêm là 65, gió thổi hướng Tây Bắc từ 10 cho đến 15 dặm một giờ, dự báo xuất xuất mưa vào khoảng 10%. Bản tin dự báo thời tiết vừa rồi cũng đã kết thúc cho phần tin 24 giờ qua cùng với Xuân Nam và Hoài Sa. Chúng tôi chân thành cảm ơn quý vị vẫn luôn giữ màn hình của VIETV và hẹn quý vị trong những chương trình kế tiếp. Thân ái kính chào.